Rồi anh em, thì bao nhiêu ngày lăn lộn với chiếc xe. Thứ nhất là mình tìm cho nó một cái cặp vỏ zin của Honda. Thứ hai là những cái lỗi dàn áo trước của xe đó là mình làm lại là nó cứng ngắc luôn. Đó, và thứ ba là mình làm lại sơn lại cho nó một cái màu đỏ. Và thứ tư là thay nhớt. Rồi thay nhớt, rồi thay lọc, rồi thay nước mát, rồi một số thứ giống như là vệ sinh trong xe nghĩ làm hết luôn. Con xe rất là đẹp. Và đi lại đề dàn dây điện con xe rất là đẹp. Và giờ nó đẹp quá tuyệt vời. À, bây giờ là bước cuối cùng, mình sẽ dán cái logo Minh Biker lên. Rồi. Xong là hoàn thiện chiếc xe. Đó, qua quá nhiều bước. Rồi, thì bây giờ anh em mình sẽ đi ra đường quay clip em nó cho anh em ngắm. Và mình nếu như con này mình bán thì mình bán khoảng tầm 180 nha anh em, cho một em xe đẹp. Và bây giờ mình sẽ ra mình quay sơ cho anh em ngắm em nó và nói sơ sơ vài điều về cái em CBR 600 này. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want them, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally unhealthily spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it. Go on and take your aim, yeah. I'm built to last with the webs I'm weaving. I can change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see. Rồi, hello anh em đã quay trở lại với mình. Thì đây, trước mặt anh em đây là CBR, còn gọi là Việt Nam hay gọi là CBR 600RR đó. Đó, ở nước ngoài người ta hay gọi là CBR rồi đó. Đó, thì con này là nhập châu Âu nha anh em. Đó, châu Âu hay Mỹ gì anh quên rồi, nói chung là xe này nhập ở bên châu Âu á, châu Âu hoặc Mỹ á, bản Mỹ bản châu Âu đó, nói chung mình quên. Bây giờ mình liệu rồi anh em, bây giờ mình nói rồi cho anh em nghe. Thì cái con này hồi xưa rất là mắc. Mình nhớ cái khoảng thời gian 2009, 2010 đó là nó khoảng rơi vào tầm 400 mấy triệu. Bây giờ thì nó rất là rẻ rồi. Và con này mình bỏ gần 30 triệu, có thể hơn nữa, là mình dọn em này. Thì vì sao mà cái giá đó? Đây để mình nói cho anh em ha. Thứ nhất là cái bộ dàn áo. Cái bộ dàn áo sau 10 năm sử dụng á, thì nó đã phai màu, không thể nào mà giữ được cái màu đó, là mình sơn lại bộ dàn áo. Nhất là bộ dàn áo ha. Rồi, thứ hai là sau nhiều năm rồi, có nhiều anh em nói á, có những xe 7-8 năm, 9 năm, 10 năm mà anh em nói ơi, cổ zin đồ này nọ, chén cổ zin đồ này nọ, mình không tin điều đó. Cái về cái phần chén cổ á, là vài năm thôi anh em phải đem ra, anh em thay chén cổ, hoặc là anh em phải vệ sinh chén cổ, anh em phải tháo cổ ra, anh em vệ sinh rồi. Tại nó cấu tạo của nó là cái cổ để anh em lắc á, anh em lâu ngày anh em không sử dụng á, anh em sử dụng hay là anh em không sử dụng thì lâu ngày trong đó nó cũng hết, gọi là nôm na cho anh hiểu là nó hết mỡ bò, hoặc là hết dầu nhớt, nó hết cái chất bôi trơn, hoặc là bi nó bị sét thì nó sẽ không có hoạt động mà êm ái được nữa. Thì thứ hai là mình thay bộ chén cổ mới nè ha. Và cái điều quan trọng nhất, em quay trước đây nè, quay anh nè, đừng có quay chiếc xe nữa, quay xa ra thấy anh với lại chiếc xe luôn. Rồi, một cái điều nữa đó là mình làm phục hồi phuộc lại những cái phốt cao su của cây phuộc đó, và mình cân dầu lại, đo dầu lại cho nó đều. Là những cái này bắt buộc anh em phải làm. Thời gian sử dụng xe mới 1-2 năm hay xe cũ, anh em bắt buộc phải làm để cho cái con xe của mình nó sẽ nhúng êm ái hơn. Và xe này nhúng rất là êm ái đó, phuộc cổ sơn. Rồi, thứ điều nữa là mình vô một cặp vỏ, và mình tìm cặp vỏ này là vỏ hiện tại là vỏ zin của Honda. Anh em có thể quay cận vô cái vỏ.
Cái vỏ này là mình tìm được cặp vỏ zin của Honda. Đó, anh em hãng Honda thì biết zin của Honda. Đó, và bỏ vô. Tìm cặp vỏ này cũng rất là cực. Không có cực lắm, vô hãng Honda hỏi những người mà ta lên vỏ, hỏi người ta còn cái vỏ này, kêu người ta sang lại thôi, cũng không có cực gì đâu. Rồi, bố thắng và một cái bảo vệ các nước. Đó, những thứ mình dọn. Đây, bảo vệ các nước, em có thể quay cận đây. CBR 600RR nè, đó, một cái bảo vệ các nước. Rồi, xi nhan thì mới, hệ thống đèn đớm là mình câu lại mới hết nha anh em, vệ sinh lại sạch hết. Đó. Và tiếp theo là nhớt, nước mát, lọc nhớt là mới luôn nha, lọc nhớt này là zin. À, mình tìm được cái lọc zin của Honda luôn, bỏ vô cho nó êm ái. Rồi cái gì nữa ta, mình làm gì nữa ta, mình nhớ không ta? Nhớ không? Thay cái gương này ha, cái gương này đã bao nhiêu tiền, vài trăm mà mấy cái mấy trăm mình không tính. Rồi mấy chung là vệ sinh kim phun, bùn đốt. Rồi nói chung là một số món, một số cái mình làm bây giờ mình không nhớ nữa. Nhưng mà nó cũng rất là nhiều tiền đó, cộng lại cũng khá là nhiều tiền. Và bây giờ không có chần chờ gì nữa. Nè, như cái chìa khóa này mình đặt Shopee nè. Cái ốp chìa khóa nhìn cho nó đồng màu với lại đen đỏ. Đây, quay cận anh em. Mình đặt Shopee cho nó đồng màu, đen đỏ. Nó Shopee gắn vô cho nó đồng màu với lại con. Thì cái em này á, là đi được 20 mấy ngàn mai rồi nha anh em. Đó, 22 ngàn mai. Rồi, à cái mình mới thay cái quạt gió em này là 2.7 triệu. Cái quạt gió nha, và mình câu khi anh em mở lên là quạt gió nó mát luôn. Rồi cho anh em nghe tiếng bô. Và cái cây bô zin này rất là hay nha. Bô zin này móc nhẹ rất là hay. Nè, ở dưới đây á, họ có logo Honda nè. Nè, dập cái Honda nè. Thấy không, em quay thấy không? Thấy chưa? Đó, dập cái chữ Honda này là bô zin. Cái đuôi này là có tích hợp luôn nha anh em. Đó, anh thấy cái đuôi tích hợp không? Rồi, bây giờ cho anh em nghe tiếng bô. Bô giống MotoGP. Cho nhớ cái bộp xíu. Rất là đã ha. Và trên chiếc xe này á, nó có một cái yên bình thường đó nha anh em. Yên này là yên solo nha, có một cái yên bình thường nữa. Còn cái chữ này là mình cắt chữ phản quang. Nếu như anh em nào mua về, anh em nào thích á, thì anh em có thể thiết kế thêm logo. Ở đây em thấy cái miếng PVF mà em quay ở trên clip, anh em thấy miếng PVF. Mình rất là kỹ, cái này mình sợ chày á, mình ngồi á. Cái đai quần nè, nó hay cắn vào cái này nè. Mình dán PVF. Đó, PVF miếng này là hình như mình dán là 250. Miếng PVF này nè, đó, PVF. Anh em nhìn không thấy đâu. Đó, và mình nhờ thợ thiết kế giùm. Cái mí này là mí mắt lé anh em. Mở đèn lên cho anh em coi. Đèn này rất là sáng luôn. Cái này gọi là đèn bi-xenon, bi-cầu á, bi-cầu. À, mở lên nè. À, thấy đẹp không? Anh em khỏi cần gắn trợ sáng. Rất sáng rồi. Nhiều đồ chơi ha. À, rồi mình tắt. Ở đây mình có báo số luôn nè anh em. Mình có một cái báo số. Rồi con này thì mình thích. Thích cái bộ gác chân nó nè. Còn rất là keng anh em. Bộ gác chân nè. Cái bô này nó còn bầu luôn nha. Bô zin có bầu luôn. Mà cỡ đó đó, bô zin có bầu. Bộ gác chân nhìn rất là đẹp. Đó. Còn mấy cái bình dầu này là bình dầu hồi xưa đó, là bình nhựa. Rồi mình thay thế bằng những cái dầu nhôm này màu đỏ đỏ cho nó đẹp. Nhìn xe giá chất đỏ đen. Đỏ và đen. Đó, đỏ và đen. À, đỏ và đen. Đó, thay thế những cái này cho nó đẹp, cho nó hợp. Ở con này chỉ có một cái mình không thích là cái miếng này nè. Cái miếng này á, là hồi trước chủ xe thay cái miếng hàng order về. Hàng này là không phải hàng zin. Chỉ có cái miếng này là không phải zin thôi. Nói chung là không phải zin trong hãng á anh em. Miếng này nè. Đó, thì mình không có thích cho lắm. Nhưng mà ok, mấy cái đồ này bây giờ có là thay là hay rồi. Đó, thì con xe này á, mình để mình chơi Tết. Hoặc là anh em nào mà ưng á, mình bán là với giá là 180 triệu nha anh em. Một cái con xe đẹp 180 triệu. Mọi thứ là đều hoàn hảo rồi. Về rồi anh em chỉ chạy thôi. Với cái miễn mẫu Honda này hồi xưa có tiền mua không được anh em. Cái thời đó 400 mấy chục triệu là anh em mua được đất rồi đó. Mua được miếng đất cũng kha khá đó.
thời anh em nghĩ đời 2009 á, thời 2009 á là anh em thấy là mua được kha khá đất rồi. Ở cái em này nó có cái trợ lực. Trợ lực nằm đây nè, trợ lực zin nha anh em. Nó trợ lực nằm đây, trợ lực zin luôn. Zin theo xe. Con này là 600RR, là cái thời đó là cái bản rất là hot, rất là đẹp mắt và rất là đặc biệt. Có trợ lực luôn ha anh em. Và cái con này hả chạy hơn con 650R nha anh em. Ở đây đừng so sánh với 650R nha. 650R không có đủ trình để so sánh với em này đâu. Em này là thùng sport rồi, hai chữ R rồi. Thùng nó là thùng sport rồi. Anh em coi cổ bô nè, còn rất là đẹp luôn. Đó, mọi thứ. Và đương nhiên ốc ép mình lên ốc titan. Cổ bô đẹp không? Cổ bô để quay quanh góc này mới thấy nè em. Đó. Thấy không? Cổ bô đẹp quá trời đẹp. Mọi thứ đều hoàn hảo hết luôn. Không có cái gì mà để chê em nó nữa. Chạy rất là ngọt, rất là mượt luôn. Này mấy anh em 1m6 có thể chạy được nha anh em. 1m7 là ngồi dư sức rồi nha anh em. Đó, mình 1m7 là ngồi dư sức rồi ha anh em. Mấy anh em 1m6 là chạy gì là ok rồi, gì là ok rồi đó. Rất là đã. Dáng ngồi nó rất là cực kỳ nhìn đã lắm anh em, nhìn phê lắm. Nói chung là đã 3 năm rồi mình mới chạy lại em này á, mình cảm giác nó là mượt. Anh em thấy màu đỏ này tươi không? Cái này nhìn xa tưởng Ducati không à. Rồi. Ok anh em. Thì anh em nào mến thì cứ liên hệ điện thoại cho mình nha. Đó, còn xe thì đẹp rồi. Đẹp. Còn anh em chính sách em mua xe bên mình đó là anh em sẽ được hỗ trợ bảo trì bảo dưỡng đầy đủ nha anh em. Đó, có chỗ làm xe đầy đủ luôn nên em không có sợ vấn đề gì hết. Anh em chạy cứ cần giữ xe là được. Bên mình cũng có hỗ trợ quay đầu cho anh em. Nên em cứ yên tâm chơi. Cái con nè nhẹ đã không? Bóp nó đều lắm, đã lắm. Này không cần dễ nói nè, chỉ anh em ngắm thôi, anh em mê là anh em rớt tiền thôi. Đó, cái tầm này mà có một cái em sport mà lý lịch rõ ràng nữa. Cái con này ha, chủ đầu là một ông anh. Xong rồi ông anh sang tên cho thằng bạn của mình. Lý lịch rất rõ ràng. Sang tên cho thằng bạn mình. Xong rồi thằng bạn mình bây giờ không đi nữa. Thằng bạn mình nó bán cho mình. Đó, bạn mình này ở Hóc Môn đúng không? Hóc Môn, Củ Chi. Hóc Môn. Ờ đúng rồi, ở Hóc Môn. Bạn mình ở Hóc Môn là để lại cho mình. Là tính ra em này là chủ đầu, chủ thứ hai là hai chủ. Tại vì thằng bạn mình nó để 2 năm mấy không đi rồi. Nó để 2 năm mấy không đi. Nó bỏ trong kho, mình thấy tội quá. Xong mình kêu thôi để đem về đi, để đem về tao phục hồi lại. Tao sẽ làm cho em nó trở lại siêu phẩm. Nói chung là lúc mới lấy về thì nó phải nói sao ta? Thì cái em nó chỉ dơ thôi, với lại vàng áo xuống màu thôi. Còn bây giờ thì đã lên rồi. Mình vô bộ chén cổ mới, vô cái quạt gió, vô làm lại cân dầu lại cái cặp phuộc. Rồi xúc động cơ, vệ sinh kim phun, thay nhớt, thay nước mát, thay lọc, thay vỏ, thay bố. Mọi thứ bây giờ chạy đã lắm. Chắc anh em mua chắc mình để và chạy vài ngày rồi mới bán cho anh em. Đã lắm anh em, phê lắm. Nghe tiếng bô lần nữa. Máy êm lắm, mình thích cái em này. Thông tin mình bịt cái bô lại cho anh em nghe. Em có thể lấy chiếc dép em bịt cái bô lại không? Cho anh em nghe tiếng máy. 10 năm rồi. 10, 11, 12 năm rồi mà tiếng máy vẫn êm. Không phải giống như mấy xe bây giờ đâu. Lên bịt cho. Rồi, em quay vòng ngoài, nghe tiếng máy em ru, em quay gần cái cục máy. Em ru rồi anh em. Thấy không? Em ru à. Máy em ru à. Ok anh em. Cái này kính zin theo xe còn luôn nha anh em. Kính zin theo con xe này vẫn còn luôn. Rồi, cái chó đèn zin vẫn còn luôn nha. Cái chó mà thay bi cầu nè vẫn còn luôn. Nói chung là đồ zin còn đủ. Rồi ok anh em. Có gì anh em cứ cần có liên hệ mình ha. Địa chỉ thì anh em cứ cần bấm Google, anh em bấm chữ Minh Biker là ra. Và kênh mình sắp được 500.000 sub rồi nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em xem clip một ngày là tràn đầy sức khỏe ha. Rồi sắp tới rồi.
cũng gần sắp Tết rồi, chúc anh em luôn làm ăn buôn bay mua may bán đắt, rồi nhiều sức khỏe, anh em công việc luôn tiến tới thuận lợi trong công việc đó. Rồi vậy nha anh em, cảm ơn anh em rất là nhiều. Lâu lắm rồi là mình mới chạy lại cái em 600RR này. Cảm giác vẫn phấn khích như ngày nào nha. Gần 3 năm mình mới chạy lại em này. Cảm giác nó vẫn phấn khích như ngày nào. Đã lắm anh em. Bấm nút quay chưa? Xe anh mở đèn chưa ta? Con xe đầu tiên mình tâm quyết mà mình vừa bán mình vừa chơi á anh em.